khi demo cái ngoài như vậy thì đó là chúng ta cùng nhìn lên trên máy chiếu này, chúng ta xem một cái chuyện như thế này. Đó là cái vấn đề về đây luôn là điều gì thì nãy trong cái hình ảnh thì cũng có phải một cái mặt là nước ngoài chúng ta lấy những cái menu mà bữa trước chúng ta
đấy, trước mắt là chúng ta sẽ có trang chủ giới thiệu sản phẩm liên hệ nó cần như thế này. Cho nên là khi mình làm file nào thì mình sẽ biết đó. Cái bài này thì đã có đề cập rồi đấy. Cho nên là bây giờ theo dõi lại thì là các bạn có thể có được cái tiện lợi là mình sẽ khi mình đã được ăn trước đó, thì theo dõi lại thì ôn lại cái việc mà đã mình làm. Thế thì để làm cái hệ mà Arduino hai cấp như thế thì ở trong cái phần gọi là HTML đó thì chúng ta sẽ xây dựng ra cái cấu trúc của nó một loại cấp cụ thể là ở tại cái sản phẩm này. Thì mình sẽ có ví dụ như là điện thoại của máy tính bảng rồi thì chúng ta sẽ xây dựng cái bộ con bên trong đó. Đó là chỗ này tôi lại tiếp tục có OL này để OL đó. Đó trong đây thì tôi sẽ có thể cái setup mở cái setup nó và bên trong thì tôi sẽ có cái cụm xong luôn xong đến đây thì chúng ta sẽ gọi là chuẩn bị view ra kết quả. Khi mà trước khi view ra kết quả thì nó có một cái chuyện quan trọng đó là sau này nếu mà các bạn có làm cái video mình muốn rơi vào sản phẩm thể hiện thì là phải view một con lưu ý trong quan trọng đó là sẽ có thể các bạn khi mà chúng ta xử lý phần HTML thì có thể lý sẽ thành công này, nó không phải làm tay mà nó làm đây. Đấy. Thì như vậy là không đúng trong tình huống này. Đó là cái mà chúng ta phải làm là cái OL ở đây là phải thuộc về cái con của cái sản phẩm. Cho nên nếu mà được mình để như thế này nó sẽ là đúng chỗ. Tại vì khi mình bỏ thì nó vẫn xem là một cái OL tạm bỡ và nó hoàn toàn không phải thuộc về cái OL gì. Đó là cái trường hợp thường gặp, cái lỗi thường gặp là như vậy. Cho nên đối với cái bài video hai cấp thì cái list item này nó phải thực sự là nằm ở đây. Đấy. Thì nó mới giữ được cái mối quan hệ theo kiểu cái này là cái cha và cái này là cái con. Trước khi mà làm phần định dạng xe thì cái chuyện đó là phải đảm bảo kiểm soát được. Bữa trước tôi có nói cái ý đó rồi thì đó là khi mà các bạn làm về HTML và CSS thì cái mối quan hệ về chuyện thể nào là thể cha, thể nào là thể con nó là quan trọng. Đó là mình phải biết được và mình phải kiểm soát được cái chuyện đó. Như vậy các bạn được nữa là trong trường hợp này cái thể OL của chúng ta nó phải là thể con của thể đích sơ tức là cái thể đích sơ nó phải nằm ra. Sau đó làm xong luôn xong thì các bạn thấy rằng chúng ta ra nó ra một cái hệ thứ hai điện thoại máy tính bảng phân phối của giới tính chọn chẳng và nó nằm ở phía dưới cái sản phẩm. Đồng thời là các bạn thấy rằng khi mà có thêm cái phần điện thoại máy tính bảng như vậy đấy, thì cái chữ sản phẩm đó là cái view sản phẩm phía trên nó bị cái tình trạng là nếu như nội dung phía dưới này đây nó dài ra nó làm cho cái lệnh nó dài ra thì cái sản phẩm nó dài kém. Đó là mình không muốn như vậy thì mình làm thử này. Đó là máy tính bảng ở đây mình cộng thêm cái chuyện là máy tính bảng thì hạn chế là Samsung thì chuyên bán cái dòng máy tính bảng của Samsung đó là câu chữ nó dài ra. Đó là máy tính bảng là cái chữ nó dài ra như thế này thì giờ nó không đủ chỗ thì tôi sẽ chấm cái chữ xuống và chữ trong cái bên tay phải lên tham số. Thì như vậy thì cái OL đó, tức là cái mục menu này nó sẽ dài ra thì các bạn thấy cái mục sản phẩm này, nó sẽ dài ra. Tại vì đây là cái con của cái phần cái setup mà nó có chứa hai cái liên hệ sản phẩm nó dài ra đẹp được rồi. Thì mình muốn giống như là triệt tiêu cái tình huống đó đi, đó là chúng ta để cái tình trạng làm sao là triệt tiêu cái chuyện đó. Thì mình sẽ yêu cầu cái khối OL này nó sẽ rời khỏi cái việc hiển thị bình thường của nó. Bữa trước mình học, do vậy thì cái giải thích chỗ này đây chính là để khi mà các bạn thực hành là nó có cái việc ví dụ là chế độ display position là absolute. Đó là khi mà position absolute thì nó sẽ triệt tiêu cái tình trạng này xảy ra. Đó là cái phần menu list item sản phẩm nó sẽ không bị phụ thuộc vào cái độ dài ngắn của cái nguyên tắc của con. Đó, do vậy mà chúng ta làm được là như này. Đó là đây là cái OL con của cái setup này đúng không? Do vậy bây giờ khi mà tôi biết cái phần rule mà muốn tìm được đến cái OL này đây thì chúng ta nhìn vô có quan hệ theo kiểu giao phả chúng ta sẽ thấy rằng cái rule của chúng ta sẽ phải là chấm là email khoảng trăng list item khoảng trăng OL đó là OL này nó là con của cái setup này và list item này đây nó là con của cái hệ email
là không thể làm. Nếu mà trường hợp mình vẫn còn chưa thấy được cái phạm vi không gian mình đổi sâu, chúng ta nên có cái việc là thêm vô những cái nào đó là một cái nào các bạn lo ghép thì các bạn thấy rằng là cái vùng đỏ nó chính là cái vùng lần hai được tạo ra. Sau khi cái vùng lần hai được tạo ra nó có nền đỏ như vậy, chúng ta muốn triệt tiêu cái dấu chấm tròn rộng thì nó chính là list style. Và nếu mà mình muốn triệt tiêu vào khoảng trống chạy vô như này thì nó chính là cái lệ trong của cái vùng là vùng đỏ. Như vậy chúng ta còn thêm cái việc là mismatch là không, và sau đó là cái phần là cái không, thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó triệt tiêu cái hoàn cảnh lệ trong này, nó triệt tiêu cái dòng trong rồi. Nhưng bên đây tức là mình nhìn sân, mình nhìn thoáng qua thì mình lại nghĩ rằng nó là do cái chuyện mapping của led, đó là nó gọi là không phải là không, nhưng mà rõ ràng nhìn lại chúng ta thấy rằng là cái này là cái mapping không, tức là cả bốn chuyện. Và đây có nghĩa là có thể khẳng định là bên đây nó không phải là do cái chuyện này tạo ra. Thế thì chúng ta nhìn lên trên đây các bạn nào giống như nhìn ở cái chuyện là tại sao nó là cái vùng màu đỏ này còn như chút xíu, cho đáng lý là cái điện thoại nó đến đây, cái điện thoại Samsung nó đến đây thì đáng lý là phải nằm ở trong cái vị trí như thế sắc nét luôn, tại vì là nó chính còn chút xíu luôn. Đó, các bạn có nhìn ra được cái vị trí đó. Rồi, nó không nhìn ra được thì giải thích lại đây. Vì sao nó còn phải khởi khởi đây là tại vì ở trên, tức là khi mà chúng ta xử lý cái tài nguyên ngang trang chủ dữ liệu sản phẩm như này đây thì bữa trước là mình có làm thêm cái phần lệ phải cho những cái hyperlink. Cho nên là những hyperlink của điện thoại đến máy Samsung ở đây nó cũng tiếp tục có cái lệ phải như vậy. Tại vì cái ru của chúng ta đây nó là ru chấm hệ với ru thẳng thẳng là E. Có nghĩa là chỗ này thì là con cháu chấp chút. Thì hiểu rằng là cái phần hyperlink mà của trang chủ nó là cấp 1, hyperlink của cái điện thoại nó là cấp 2. Thì cái room mà gọi là mặt xuyên ra ở đây nó vượt xuống tới nơi, bắt đầu vượt xuống tới điện thoại và xuống tới máy tính bảng thông xuống. Cho nên cái lệ phải nằm với sổ thì nó vẫn tiếp tục khó cho. Cái room chúng ta đây là room hoàn chặt. Tức là trong cái phần đường cao của học tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái cấp để cho nó chỉ xuống một cấp thôi. Còn đây nếu mà hoàn chặt thì được hiểu rằng nó xuống tới con chạm chất chụp. Như vậy thì hai bên chúng ta sẽ có ở cấp 1 và cấp 2, thì cái cấp 2 đó nó vẫn sử dụng cái tính chất định dạng của cái chỗ machine data nằm với số này. Như vậy, ngoài cái chuyện machine data ra thì chúng ta có thể là xin yêu cầu là muốn cho cái điện thoại với đến bản Samsung. Thì nó sẽ đi theo cái tinh thần gì? Tức là nó đổi màu cho chúng ta so với lại cái trang chủ dữ liệu sản phẩm, tức là cái cấp 1. Tại vì nó hoàn chặt, ví dụ như tôi muốn nó màu hơi sáng một xíu. Tại vì nó là cái nền qua là như này, tôi muốn là nền cái nào cam nào là như vậy thì cái lưu của chúng ta thì cần phải biết làm sao cho là nó đi đến cái điện thoại đến máy này mà không phải là cái phần hồi này. Như vậy chúng ta nhìn vô phần lưu xe thì phải đó là chúng ta sẽ bắt đầu từ cái chỗ hệ menu, đó là cái lưu lòng này cùng này, đúng không? Sau đó chúng ta sẽ thấy rằng là phải qua một cấp list item, sau đó qua một cấp lưu là sau đó qua một cấp list item, sau đó qua một cấp cam. Thì như vậy cái selector mà nó biết dài như thế này thì nó sẽ xuống cái tầng của điện thoại, cho nên không có dừng lại ở trang chủ và nó sẽ không tác động đến cái menu trang chủ. Tại vì cái A này nó là con của cái setup, là cháu của cái OL, là tiếp tục làm cho cháu cái setup rồi đến hệ menu. Cho nên là khi mà đi qua cái con đường nhiều cấp như thế này thì nó xuống cái điện thoại, và chỗ này thì có thể đổi nào điểm khác, không phải là mọi chữ chấm, có thể đổi nào điểm khác, không phải là cái nền màu nào. Và lúc đó thì chúng ta triệt tiêu cái lệ phải của nó bằng không. Đó, như vậy cái đuôi chúng ta sẽ biết là đuôi. Thế hôm nay chúng ta sẽ yêu cầu nó là mèo chữ, ví dụ như là VV. Đó là 3 chữ V, đó là viết tắt của 6 cái V đó. Và các bạn mèo. Ví dụ như một cái mèo light blue, đó là mèo mình xanh sáng. Và chúng ta yêu cầu là mèo xin light, là giá trị không. Cái hai bên điện thoại các bạn và cho chữ màu sắc cái VV đó trên cái nền thanh sắc mà có thấy thì tôi dẫn các bạn có thể là tôi là màu sắc tối đây thì có thể đây cái VV điện thoại các bạn nó sẽ đang có màu sắc là nó là nền xanh và ở đây nó là triệt tiêu cái phần lệ mà sinh ra bằng không. Cái việc đó là khi mình rê vô mình muốn rằng thay vì nó là chữ đen trên nền xanh dương đậm thì nó sẽ là khác màu
thì mình phải là đặt phải thử rồi cái chấm này thôi rồi đó. Thế thì như vậy cái này chúng ta để yêu cầu nó là đổi màu vô thì cái này chúng ta đặt màu chữ đồng và cái ép vào cho đến đây thì không nghĩa là cái việc xử lý về phương sinh absolute bình thường thì chúng ta ăn, nhưng mà tức là cái tình huống mà chúng ta dùng phương sinh absolute mà một cách bình thường thì nó sẽ sâu với body đấy, và hiện giờ tại vì mình không có can thiệp vô cái phần mục tiêu rằng là à, cái này cũng chưa có phương sinh absolute, thật sự nó chưa có phương sinh absolute, nó là nó vẫn để cái tình trạng là display on và biết không, nhưng mà rõ ràng mình thấy rằng là cái sản phẩm nó vẫn dài ra theo cái chuyện mà chúng ta nói chuyện dùng xử lý sản phẩm nó vẫn dài trong cái điện thoại tính máy Samsung thì nó vẫn đang là vì ta đã chuyển cái dài ra thì nó làm cho cái menu của sản phẩm nó dài theo, đúng không? Thì chúng ta cộng theo số lúc vô, cộng theo số lúc của sinh vô thì mình thấy rằng là nó là một mối quan hệ cha con, đó là cái công thức phần trước. Thì cái list item mà nó chứa cái chữ sản phẩm ấy, nó đóng vai trò là cái cha, chúng ta nhìn lại lần nữa này có đúng không? Cái list item này nó là cái cha, cái ô là nó là cái con. Thì hồi nãy trong cái giờ thực hành thì chúng ta dùng cái giá trị top 1.5 RAM, là vì cái chiều cao của cái video nó nghe chúng ta đã cho nó đã cao cho nó lên, còn đây chúng tôi sẽ làm một cái kiểu làm khác nó sẽ tốt hơn, tức là nó sẽ dùng phần trăm cho dù chiều cao nó thay đổi thì nó lớn lên. Thì đây là cái phần học rồi của trước này, tức là tôi vẽ lại cái điểm trọng tâm của nó này, đó là chúng ta sẽ có cái anh này là cái anh list item mà nó chứa cái thằng heading là sản phẩm, sản phẩm này. Sau đó cái viên là cái ưu là cấp 2 của chúng ta, nó là cái quần đỏ thì mình muốn nó nằm như thế này đó, mình muốn nó nằm có thể là dài chút xíu, có thể là ngắn nằm tùy thuộc vào cái chiều rộng mà mình xếp vô, mình xếp chiều rộng. Như vậy cái vùng chéo đỏ này đây nó chính là cái ưu là cấp 2 đó, cái này đây nó sẽ là cái list sẽ là sau đó là ưu là còn đây thì nó sẽ là cái này thì theo công thức mà bữa trước chúng ta học về mối quan hệ thể cha với thể con và position relative absolute thì cái này là cha, đúng không? Thì nó sẽ cần phải có position là relative đó, và có bốn cái điểm định vị, đó là nếu như cái không gian nào chữ nhật này của cái sinh học đó mà nó là position relative thì nó sẽ có bốn điểm, có nghĩa là như vậy. Điểm số 1, điểm số 2, điểm số 3 và điểm số 4. Do vậy nếu mà trường hợp chúng ta lấy điểm số 1 ngày nay để chúng ta xử lý thì cái phần thông số chúng ta cộng thêm vô nó sẽ là lẽ nó lại tốt, đúng không? Như vậy vị trí của cái vùng đỏ 2-4 nằm tại vị trí này thì nó với xì không phải là điểm số 4 mà là vấn đề xì mà so với lại điểm 1, đúng không? Tức là chúng ta đang cần so là so với điểm 1, cái này mình có học rồi, cái 2-4 điểm 2-4 và chúng ta muốn cái vùng đỏ nó nằm ở vị trí này chứ là không cần phải so với điểm 4 so với điểm 1. Như vậy thì rõ ràng với cái điểm này và so với điểm 1 thì chúng ta sẽ có lép là không, còn top là nó mấy hết cỡ cái chiều cao của căn nhà. Như vậy giải thích tại sao là bạn của tôi xử lý có trong một số tài tôi nói rằng là thêm điểm top 100% chính là như vậy. Tức là so với điểm 1 mà nói thì cái vùng đỏ muốn nằm ở vị trí như trên bàn thì cái lép của nó sẽ là bằng 0, cái top của nó sẽ là 100%. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái mối quan hệ sự kiện kiểu đó. Như vậy thì cái list item của chúng ta đó là trên đây nó có một cái background ra đi có sẵn để đứng mình đã cho rằng là các bạn có cái phần kho thì mình có thể mang nó xuống để cho nó đi thành một bộ cho các bạn dễ theo dõi, mang nó xuống cho bạn đó. Như vậy thì nó là làm lần background đi đi thì như vậy thì tôi sẽ học thêm cái việc là position của nó là đây thì sau đó cái yêu cầu này cái vùng màu đỏ sau khi nằm vị trí này rồi đó thì cái chiều rộng của đó được xem như là tự động, nói chung là không có xét, thành thử ra là đang rút ngắn lại nguyên thằng ô rồi. Thì bây giờ mình muốn là dài ra để cho cái chữ máy tính bảng tham số nó đúng chỗ thì chúng ta sẽ chủ động cộng thêm một cái thông tin về chiều rộng quyết vô cái ô là ví dụ như cho các bạn là một đêm
đó là 160 pixel rồi, chúng ta coi coi là nó có đủ hay không, nó đang đủ đủ cho cái nếu chúng ta không sử dụng sẽ đó. Như vậy lúc ban đầu định vị cho cái khối menu mà con nó nằm ở chỗ nào sẽ là nó để nó nằm như thế này, sau đó đó là nãy lúc đã thành gì là chúng ta làm cái kiểu đó rồi, đó là nó phải có cái điểm mấu chốt là sao. Bình thường thì cái bộ mua là con ở đây nó sẽ ở chế độ ẩn, và khi mà chúng ta rê vào cái sản phẩm thì cái bộ là con này nó hiển thị ra, thì cái việc đó được can thiệp bằng như thế này. Đó là bình thường thì UL đó nó sẽ là display năng ha, và khi mà chúng ta xử lý rê bộ đó thì chúng ta sẽ có cái đuôi như thế này. Đó là tôi biết là có đuôi trước vậy, đó là cái phần selector mà tôi mới vừa viết, để các bạn nhìn vô sẽ phải giống như mô tả cái vấn đề là khi mà rê vào thì là rê vào cái display là trang, nhưng mà xử lý định dạng là xử lý cái UL con của cái display. Thì nó là cái chỗ display nó nghĩa là sao? Thôi là nó ẩn đi, nó không hiển thị. Đó là bình thường thì cái hệ menu con nó sẽ không hiển thị. Bình thường nó ẩn đi. Thì cái display năng này nó làm cho cái hệ UL con nó ẩn đi, nó không hiển thị được, nó đang ẩn. Và khi mà mình muốn rê vào cái sản phẩm thì cái hệ đó mới hiển thị ra. Để hiển thị ra như vậy thì cái rule selector chúng ta sẽ nói rằng là rê vào cái pixel đó. Nhưng mà xử lý được là xử lý cái UL là con của cái pixel đó. Đó, thế thì như vậy thì mình sẽ chuyển cái display năng này thành là cái display trạng thái nguyên gốc của nó. Nguyên gốc có nghĩa là cũng trước phần rồi về cái phần gọi là hiện nay với lại block element đó. Thì cái UL chúng ta nó nằm ở nó thuộc về cái nhóm kiểu là block element, có nghĩa là ban đầu thì những cái dạng display đó là dạng block element, thì chúng ta trả lại bạn về cái chuyện block. Thế thì làm xong luôn xong chúng ta sẽ có được cái kết quả là bình thường thì cái menu đó sẽ ẩn, khi mà rê vào đó thì cái UL đó nó hiển thị ra đấy. Thế thì với các bài menu hay cách như thế này, nếu mà chúng ta làm đúng đó là đúng cách đó, thì hồi nãy trong thực hành không có làm được chuyện này, thì bây giờ làm thêm thì có nghĩa là cái cách xử lý CSS như thế này nó đạt được cái chuyện là tổng quát luôn, có nghĩa là khi mà các bạn có một cái hệ menu con số 2, ví dụ như dưới phần giới thiệu, đúng không, giới thiệu thì có thể có là giới thiệu cửa hàng, giới thiệu hệ thống đại lý chẳng hạn, thì cái menu đó phải được đảm bảo, và đảm bảo rằng là có thể xử lý được giống như vậy, chứ không phải là mỗi lần xuất hiện một cái menu cấp 2 rồi đúng không. Như vậy thì bây giờ tôi thử này, tức là với cái phần mà là giới thiệu đó thì tôi sẽ cộng thêm một cái bộ của là 2 vào gồm có cửa hàng và lại hệ thống đại lý như này. Như vậy chúng ta sẽ có, đó là cái UL cấp 2, đó là tôi dán được, và đó là dùng cái biện pháp những cái tab vô thì chúng ta nhìn thấy được cái mối quan hệ này là UL con của cái biện pháp. Và cái này thì tôi đưa vào cái kiểu là làm cửa hàng, và phía dưới này đây thì nó là hệ thống đại lý, đó là nó tương tự. Thế thì làm xong luôn xong thì chúng ta phải đạt được cái kết quả là cái menu giới thiệu đó nó cũng có cái menu con phía dưới, và cái menu sản phẩm thì nó cũng phải có cái menu con phía dưới. Và đây là cái menu nào thì nó sẽ xử lý cái hệ thống menu con tương tự ở dưới rồi. Đây chính là các bài 1.5. Và cái đoạn code này thì hãy cũng thực hành được, các bạn đã có rồi. Thì đây là luận HTML, đây là luận xử lý CSS. Thế thì các bạn thắc mắc gì về cái bài có được xong không? Thế thì làm xong thì ra kết quả rồi, nhưng mà ở đây nó có một cái chuyện mà bữa trước tôi có theo rồi, bây giờ nhắc lại đó là cái menu này thì nó dựa trên cái cơ chế gọi là rê vào. Thì cái menu rê vào ở đây các bạn nhớ lưu ý là sau này nó chỉ có những trên phiên bản desktop, đó là chúng ta làm cái web để lấy cái bài thì chúng ta có thể làm cái menu này các kiểu như vậy. Sau đó nếu như vẫn là cái menu thế mà chúng ta làm cái web ở trên điện thoại của tính bản thì mình phải lên cái đặt về một phương án xử lý nó sẽ hiển thị như thế nào cho điện thoại tính bản, vì điện thoại với tính bản thì nó không có rê vào được, nó không có hạn định rê vào, cho nên nếu mà điện thoại dễ bị như trên như thế này mà chúng ta đưa cái web thành ra web mobile và web của khách biết thì lúc đó cái menu con của các bạn sẽ hoạt động là bây giờ không thể sử dụng tại vì không có rê vào. Vậy đó là cái bài menu hai cấp. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái bài là 12.4, nó giới thiệu về cái gọi là animation, đó là cái sự chuyển động. Thì đầu tiên mình giải thích cho cái phần animation trước đã, thì sau đó chúng ta sẽ bắt đầu. Đó là với animation đó là chúng ta sử dụng khi nào, khi mà cái quá trình chuyển động đó
nó là từ ba cái trạng thái giá trị trở lên. Nó khác với lại transition. Nó là transition thôi, chứ mình làm thử kêu bạn là 2-3 cái ví dụ rồi đó. Thì tất cả những cái ví dụ trở về transition nó một cái điểm chung là này. Là nó chỉ có hai cái trạng thái start value và end value. Đó là thứ mình thử thay đổi cái mấy điểm đẹp như vậy, thay đổi cái phép vào position, thay đổi cái bất tập. Thì nó chỉ có cái lúc ban đầu là giá trị số 1, sau đó đi đến giá trị số 2. Tức là cái trục tung của nó chỉ có 2 điểm. Và khi mà chúng ta có cái trường hợp cần phải xử lý nó từ 3 cái giá trị trở lên, đúng không? Thì lúc đó là transition nó không thành được. Transition nó chỉ có 2. Thế thì từ 3 trở lên thì chúng ta sẽ xử lý bằng con đường bằng transition. Thế thì cái bài mà tôi minh họa ở đây sẽ dự định làm như thế này. Tức là tôi sẽ có một cái không gian hình chữ nhật. Và không gian hình chữ nhật đó là tôi dùng ngay chính bản thân cái lý sản tập hợp luôn. Nó là cũng là một cái bài menu nhập thôi. Để minh họa cho cái chuyện này thì đây là cái không gian chữ nhật của cái lý sản tập. Cái này là lý sản tập. Sau đó tức là mình sẽ có được cái kêu bằng là hai bên bên trong thì cũng có thể gắn mặt hình vô thì cũng ra được hình nhân như thế này. Nó là vẽ nó ở trạng thái kêu bằng là đường điểm đẹp như vậy. Cái phần màu đỏ này đây nó là hyperlink. Thế thì tôi sẽ dự định lên kế hoạch là cái chuyển động hyperlink đó, nó gợp cái bốn cái vị trí. Vị trí ban đầu của hyperlink đấy thì nó nằm ở một cái vị trí cách khá xa bên ngoài, đó là chỗ này, cái số đó là vị trí số 1. Thì lúc đó cái hàm lượng của chúng ta nó nằm như thế này. Và mình làm thử từng trường hợp luôn, chúng ta sẽ lên cái hợp thử và biểu hiện lúc nó nằm như thế này thì nó đạt được cách nào. Cụ thể là tôi dùng, nó là có nhiều cách để làm, nhưng mà cụ thể đây là tôi dùng cái transform translate của trước mình học rồi. Đó là mình dùng cái translate, cụ thể là translate C, và mình đưa giá trị lớn vô thì lúc đó cái hàm lượng thay vì nó nằm ở vị trí này, đúng không, thì nó sẽ dăng vào cái phòng rất là xa bên ngoài. Sau đó, nó là khi mà quá trình nó chạy vô trong, nó là đúng hai bên đây mà nó chạy vô trong khi mà đeo vào lý sản phẩm. Khi nó chạy vô trong như vậy thì không phải là đây là cái thời điểm nó dừng sau cùng, nó là không phải vị trí số 2. Mà cái điểm dừng số 2 của nó, điểm dừng số 2 thì nó hơi bị như bằng là dừng cái từ theo kiểu là đi lố. Nó làm nó đi lố một chút xíu so với lại cái vị trí sau cùng mà nó dừng. Cái đó là vị trí sau cùng. Đúng không? Thế thì cái vị trí này đây thì chúng ta sẽ dùng cái con đường gọi là translate cho bạn đi luôn, các bạn sẽ là transform này, đúng không? Với lại translate SC và chúng ta đưa dùng cái giá trị đó, ví dụ dùng hạt độ là trừ trong cái số. Cái vị trí số 1 này đây nó sẽ là transform đó, và sử dụng cái gọi là translate SC nhưng mà giá trị nó nhiều hơn chút xíu, ví dụ như là 150 cái số hay là 200 cái số gì đó thì theo cái giá trị. Như vậy là chúng ta đã có vị trí số 1 với lại vị trí số 2. Thì vị trí số 3 tức là khi nó chạy như vậy thì tôi muốn nó dừng lại vị trí, dừng lại một chút xíu trước khi nó dừng lại vị trí số 4. Số 4 thì đây đó là cái trạng thái được hiểu rằng là stop, tức là khi mà hai bên nó dừng lại, đúng không? Như vậy vị trí số 3 là khi mà nó đến đây đó, thì đây cũng ghi chú ra vị trí số 3 này nó sẽ là transform đó và translate. Nếu mà mình muốn cho nó cân xứng luôn thì nó chính là 5 pixel và là số dương còn cái số 5. Tức là so với lại cái vị trí bình thường mà cái hai bên chúng ta nằm vào vị trí số 4 đó, thì cái 2 đó nó sẽ là trừ 5 pixel, còn cái 3 nó sẽ là 5 pixel. Còn cái số 4 các bạn có thể xem như là translate xc mà giá trị chúng ta đưa vô là 0, có lo hẳn là không di chuyển đó. Và cái số 1 đó thì nó lên tới 150 pixel. Thì đó là cái phân tích ban đầu về cái chuyện là vị trí đó, đó là cái transform translate xì của cái đối tượng hàm liền đấy, nhưng mà nó mới vị trí này. Nhưng mà nó còn tức là để làm một cái chuyển động thì ngoài cái chuyện vị trí đó ra thì chúng ta còn phải yếu tố về thời gian, đúng không? Thì bây giờ thời gian nó được phân tích như này, tức là thời gian đó thì mình làm cho chẳng hạn như là 2 giây và sau đó mình giảm lại cái tỷ lệ điều tổng thời gian. Thì thời gian ấy, đối với lại cái chuyển động chúng ta tạo ra bằng animation thì chúng ta sẽ có cái tương phân tích là như sau. Cái này là 2 giây, cái này là 1 giây. Thì tôi muốn, rõ ràng tôi có 4 vị trí đúng không? Thì 4 vị trí đó rõ ràng nó phải ứng với 4 điểm thời gian từ 0 đến 2 giây. Đấy, thay vì cái con số giây thì trong cái việc xử lý về có CD đó, nó cho phép mình dùng con số phần trăm. Như vậy nếu mà 0 giây thì có thể xem như là tương ứng với lại 0%, 2 giây thì tương ứng với lại 100%, đúng không?
Như vậy tôi định ra ở những cái mức hạn như là 80% về thời gian, 90% về thời gian. Nếu mà các bạn nếu được cộng trừ nhân chia nhanh chóng làm thì rất là dễ. Cái này có thể là 1.8 giây, còn cái này là 8/10 cái thời gian và 9/10 cái thời gian so với lại cái tổng thời gian là 2 giây thì rõ ràng chúng ta rất là dễ nhân chia rồi. Đó là cái thằng của mình làm sao muốn rằng ở thời điểm 0% nó thì nó chính là vị trí số 1, đó là cái position. Đó, đây là vị trí số 2, đây là vị trí số 3, đây là vị trí số 4. Giống như cái thằng như vậy. Đấy, thì chúng ta sẽ tạo được một cái chuyển động đó là gần có 4 cái vị trí. Đi từ bên vị trí số 1 ở bên ngoài đi lố được vị trí số 2 nó dừng trở lại vị trí số 3, sau đó nó mới dừng lại vị trí số 4. À, một cái phần xử lý như này thì chúng ta bắt đầu xử lý đó là viết cái phần code scenario để nó có được. À, như vậy nó là phần phân tích cơ bản. Bây giờ ta sẽ viết code và cái đó thì nó dựa trên cái bài Venn nuôi dập, cho nên là tôi sẽ gọi là lấy lại cái Venn nuôi dập để tôi làm. Đây, bài Venn nuôi dập chúng ta nó là bài một như thế này, bây giờ lưu nó lại thành bài cho nó 12 chữ. Rồi, 24 luôn. Sau đó là chuyển qua cái điểm mà xem trước rồi là cái phần mình nói chuyện trước là cái gì nhá, thì tôi sửa lại một xíu cũ. Thế nhưng mà từ cái list sản thì không có màu nền luôn. Đây, nó chính là cái tình huống từ cái list sản nó có màu nền riêng này. Đó là luôn đấy, nó có màu nền. Nó đang bị phủ bởi cái màu tím. À, đó là cho cái link vô luôn để cho các phần tham link nó sẽ kêu là mà đẩy vô và bản thân cái link thì nó có màu nền rồi. Như vậy thì cái list setup nó sẽ có cái link khoảng độ cái này như là 0.5 đen khoảng 8 số thì chúng ta thấy rằng cái màu xanh dương động của chúng ta nó là list setup, còn cái màu tím nó là cái hyperlink đó, và đây là trạng thái bình thường chưa cài đặt gì hết thì nó chính là vị trí số 4. Thế nào mình có làm một chút như vậy để chúng ta hiểu lại cái thế thì nếu mà xử lý như vậy thì ở đây tôi đã gắn cái màn hình vô và cái design nó đã có vấn đề thì như vậy thì đúng là đây thì là không cần cái này dưới nữa. À, còn cái padding ở đây nó là cái sự kêu là khoảng cách giữa cái chữ so với lại cái vùng màu tím. À, còn cái màu xanh, này cái padding nó là không liên quan này, và nhớ nằm đây. Bây giờ cái này các bạn nào, nó có gì không? Con nghe chưa can thiệp gì?